Tối 3 tháng 9, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi thông báo cô đã khỏe lại sau thời gian điều trị COVID-19 tại nhà khiến cộng đồng mạng quan tâm. Phương Mỹ Chi viết, Chi trở lại rồi đây, tháng 8 này đi qua thật khó khăn không chỉ riêng ai. Với Chi, đây thật sự là khoảng thời gian không thể quên được. Từ ngày 15 tháng 8, trong nhà Chi bắt đầu có người dương tính với COVID. Ngày 16 tháng 8, Chi hay tin cô Út là ca sĩ Phương Quế Như mất. Phương Mỹ Chi cho biết, ngày 13 tháng 8, Mỹ Chi hứa live stream hát nhưng hôm đó cô và mẹ cô có triệu chứng nhiễm COVID-19. Đến ngày 15 tháng 8, qua test nhanh, Phương Mỹ Chi và mẹ dương tính. Cô cho rằng nguồn lây nhiễm có thể do mẹ cô đi siêu thị mua nhu yếu phẩm. Mỹ Chi thông tin, 3 ngày đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn của Chi và mẹ cô. Tuy nhiên, được chị và cha động viên nên mọi thứ ổn định lại. Sau khi thông báo với y tế phường, gia đình Phương Mỹ Chi được bác sĩ hỗ trợ tư vấn, điều trị online. Rồi từng thành viên trong gia đình lần lượt dương tính, cha Chi là người phát bệnh sau cùng. Theo Phương Mỹ Chi, cha mẹ cô bị nặng nhất, còn 3 thành viên còn lại, trong đó có cô, có triệu chứng nhẹ. Phương Mỹ Chi cho biết thêm, trong khoảng thời gian qua, cả nhà tự chăm sóc, động viên lẫn nhau. Đến ngày thứ 14, test nhanh lại thì 4 thành viên âm tính, chỉ còn cha của Chi chờ kết quả nhưng cũng đã khỏe hơn. Phương Mỹ Chi thông tin, hiện cả nhà đã cách ly riêng cha để theo dõi thêm, đợi đủ 21 ngày sẽ báo lại y tế phường để cả nhà được hỗ trợ test lại và cấp giấy chính thức. Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ, đồng nghiệp, người hâm mộ đã hỗ trợ, động viên gia đình cô. Cô hứa, hết nghẹt mũi em sẽ hát cho mọi người nghe.